Theo các chuyên gia trong ngành, ngành công nghiệp điện tử cần chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tích hợp hệ thống và khả năng lập trình để có những sản phẩm giá trị cao. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình phát triển hạ tầng như các trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, khu công nghệ cao, công viên phần mềm. Xác định rõ các sản phẩm điện tử cần phát triển, xem xét ưu đãi hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Với công ty chúng tôi thì có hai cái nguồn chính về đào tạo và phát triển nhân lực. Thứ nhất là chúng tôi tuyển dụng các chuyên gia, các kỹ sư có kinh nghiệm ở trong ngành và có kỹ thuật chuyên môn cao. Thứ hai là chúng tôi đào tạo những nhân viên mới là những sinh viên mới ra trường có trí tuệ và sáng tạo.